Hello anh em nha. Mình vừa mới tập, anh em biết bao nhiêu cái này không? Bao nhiêu cái hit này không? 250 cái hit anh em ạ. Nhưng mà mình hit theo kiểu là mình hit ở đây thôi anh em, chứ không phải mình hit dưới sàn này. Thế nên là cái trọng lượng cơ thể của mình là hơn 60 cân ấy, thì lúc ý nó chỉ tính là được khoảng 40 cân thôi anh em ạ, chứ không phải là đúng là 60 mấy cân anh em ạ. Thế nên là trọng lượng mình nó sẽ ít đi rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là cũng ok đấy anh em ạ. Đây, mình cho anh em xem. Tôi nhìn vậy. Đây. Đấy. Đấy. Hy vọng rằng là 1-2 tháng nữa cơ thể nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì mình bị ngứa một chút anh em ạ. Trời, hiện tại trời đang rất là mưa to anh em ạ. Mưa đã cho ta biết yêu hơn, đã cho ta biết thương hơn, biết nhớ nhung nụ cười đó. Mẹ mình mới đi xin được quả mít này về anh em ạ. Đây là quả mít mật anh em ạ. Mít mật thì ăn ngon thôi rồi anh em ạ. Về quá anh em ạ. Mít mật thơm thôi rồi anh em ơi. Mình mới thấy AD mới đăng một bài, đó chính là gia khí ga cấp 111 anh em ạ. Nói chung là cái AD mới này thì update liên tục, update quá là vui, quá là sảng khoái luôn. Mỗi tội X3 hơi nhiều nha. Trừ mỗi cái X3 hơi nhiều ra để làm dân buôn sập luôn thì rất là tuyệt vời, rất là ok anh em ạ. Mấy cả AD mới ra một cái danh hiệu là tay nhanh hơn não, thì những anh em nào mà chat liên thế giới trên 10 lần một ngày, tóm lại anh em mất 150 ngọc thì sẽ được cái danh hiệu là tay nhanh hơn não anh em ạ. Nói chung là cũng khá là ok, cũng gọi là cũng vui, nói chung là vui vui thôi. Nhưng mà cái vui nhất là AD ra khí ga cấp 111 để mà tăng độ khó của game ra, để mà anh em phải đi BT. Mày vào BT tao không? Mày vào BT tao chưa? Ok, thế là để tuyển BT, để đi doanh trại, để đi khí ga, để đi con đường rắn độc, để đi các khóa bản, để làm sao để tăng cái sự tương tác của game lên anh em ạ. Tăng cái sự tương tác giữa người chơi lên. Không, game online tưởng game offline luôn đấy anh em ạ. Tưởng game offline luôn. Nặng quá anh em ơi. Nặng quá. Ui dồi ôi. Nặng quá anh em ạ. Tiện thể flex cho anh em cái ít cầu nông anh em ạ. Đây, trong này tất cả đều có cầu hết nha, chứ không phải là cái xác đâu anh em ạ. Tất cả đều có cầu hết. Để mà đi đánh cầu mỗi ngày đây anh em nhìn này. 5 hộp cầu tương ứng với cả khoảng 5-70 cái quả cầu ấy mà. Đây còn 4 quả. Vứt lộn xộn đấy mà anh em. À mấy cả anh em ạ. À, tuy mình là đàn ông con trai ấy, nhưng mà mình vẫn có dùng skin care anh em nhá. Đây này, vẫn có này. Bông tẩy trang này, cũng như là sữa rửa mặt mình để kia rồi, cũng như là rất là nhiều đồ để mà gọi là trang điểm, gọi là skin care, không đến nỗi là trang điểm nhưng mà cũng gọi là skin care anh em ạ. Nói chung là mình đàn ông hay đàn bà đi nữa thì đều phải trau chuốt cho cơ thể một chút thì mình nghĩ sẽ ok hơn anh em ạ. Đây là gian bếp nhà mình anh em ạ. Tập mệt quá anh em, mệt ơi là mệt. Thì ở đây thì đây là chính là cái bộ tập của mình. Tập mệt thì vào đây nghỉ ngơi anh em ạ, uống cốc nước và nghỉ ngơi. Tí nữa mình xem có cái gì ăn mình sẽ đi ăn anh em nhé. Nói chung là anh em tập tốn calo, tốn sức nhưng anh em vẫn phải ăn anh em ạ. Vẫn phải ăn để khỏe mạnh, cơ thể là muốn là đẹp là phải khỏe là phải đẹp đấy, chứ không phải là cứ đẹp nhưng mà nghĩ ăn nhịn uống các thứ thì mình nghĩ là cũng không nên anh em ạ. Giới thiệu với anh em chút bữa ăn nhà mình nhá. Bữa ăn nhà mình thì cũng bình thường thôi, nhà mình là một hộ nông dân nghèo mà anh em. Đây bữa ăn nhà mình đây, mình sẽ quay cam trước cho anh em nhé. Đây bữa ăn nhà mình đây. Đây anh em này, chả này, nem này, mấy cả còn một món ăn mà mình rất là thích nữa anh em ạ, đó chính là mẹ mình đi biển về và mua ít nem chua Thanh Hóa anh em ạ, rất là tuyệt vời luôn. Mình rất thích ăn nem chua luôn anh em ạ, nem chua và nem nắm mình rất thích ăn luôn anh em ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ vào bếp thôi anh em ơi, mình sẽ vào bếp thôi anh em ơi, để mà nấu nướng một cái món gì đó để mà ăn thêm anh em ạ. Ăn trước à, anh em thấy là nói chung là cứ tầm khoảng 2-3 tháng nữa may ra là nó mới đẹp. Tóm lại là mình ăn nhiều lắm anh em ạ, nên là nó cũng khó. Nhưng thôi kệ, khỏe là được. Ngày nào mà mình đi đánh cầu lông ấy thì mình sẽ tập khoảng 200 cái hít đất. Còn ngày nào mà mình không đánh cầu lông thì mình sẽ tập 250-300 cái hít đất anh em ạ. Nhưng mà hít đất trong vòng 1 tiếng lên hơn tiếng thôi, chứ không phải là hít trong vòng một phát mà được một mấy trăm cái luôn. Thế thành đầu anh em ạ. Mình bổ mít ra rồi anh em ạ. Đây anh em xem này, bổ mít đây này. Đây anh em có thể xem mùi mít đây này. Ngon chưa? Đây mùi mít đây này. Ngon chưa anh em? Mùi mít đây.
Đây là mít mật, thế nên là nó khá là nhũn anh em ạ. Nhưng mà nói chung ăn rất ngon anh em ạ, ăn mát ngon. Cầm cả cái này mà ăn. Đấy là cái rắn. Cầm cả cái miếng này mà ăn anh em ạ. To quá không ạ? Nó ăn vác cả cụm luôn anh em ạ. Ăn nhiều quá. Nó cả cụm luôn. Ăn thế nó mới sướng anh em ạ. Ăn thế nó mới chất. Ăn như đói khát anh em ạ. Thôi bây giờ mình sẽ phải tiêu thụ nốt cái đống này anh em nhé. Thế nên là hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.